Nếu bạn sợ chấn thương khi chơi thể thao, hãy ghé thăm shop Móng TV để đặt hàng bó khuỷu tay Outline chính hãng, bó gói 360 độ CS bảo vệ toàn phần, sản phẩm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Hãy liên hệ Zalo Móng TV 037 699 3106 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Móng TV uy tín là trên hết. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Móng của TV. Là một vận động viên sinh năm 2K1 tại Campuchia, tuổi đời rất non trẻ nhưng đã hạ đo dáng đút Sovanet, Matchen, Rex và mặc dù anh ta mới sinh năm 2K1, một vận động viên bóng chuyền chỉ có sức bật 3m35 nhưng lại có tầm cất bóng gần như tương đương với sức bật. Thậm chí có những tình huống chàng trai này cất bóng ở điểm độ cao gần như là 1m hơn, gần như là 1m so với hàng lưới trên, rất kinh khủng. Chàng trai này sinh vào năm 2001, là một cầu thủ trẻ tại Campuchia và rất nhiều anh em kêu muốn làm clip thông tin về chàng trai này trong thời gian vừa qua. Và không để anh em phải chờ đợi lâu nữa, chàng trai mà ngày hôm nay Móng TV xin được reaction về tiểu sử cũng như là về quá trình thi đấu đến từ Campuchia, một tài năng trẻ, đó chính là Thi Minh Hoàng, một tay đập trẻ của Campuchia. Vậy thì tiểu sử của Thi Minh Hoàng như thế nào nó, và cái quá trình thi đấu của anh ta đã làm sao? Nói tóm lại là Thi Minh Hoàng này, anh ta làm một cái nhân vật như thế nào mà tại sao lại có thể hạ đút, hạ cả Neymar, Sovanet đó, Super Neymar đấy, Matchen, Red và vân vân, những cái tay chơi kỳ cựu tại đấu trường của Campuchia. Đó, anh ta là ai? Xin mời các bạn cùng theo dõi clip video này nha. Chau. Được biệt danh là rồng có cánh tại Campuchia. Đấy, Thi Minh Hoàng được giới mộ điệu bóng chuyền Campuchia đặt cho biệt danh là rồng có cánh. Đó, qua đó chúng ta thấy được cái phần nào về sức bật của chàng trai này. Đó, thì năm 2019-2020 ở độ tuổi đôi mươi của mình, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng mà khi tham gia vào cái môi trường bóng chuyền phủi tại Campuchia thì Minh Hoàng đã chiến thắng những tay đập kỳ cựu mà phải nói từng qua Việt Nam làm mưa làm gió, đó chính là Đút, Sovanet, Matchen, Rex và Va. Và đó là những tay đập thật sự là rất kinh khủng tại Campuchia, nhưng mà Thi Minh Hoàng đã đụng độ hầu như và đã giành chiến thắng đôi lần trước những tay đập như thế này. Thì Thi Minh Hoàng sinh vào ngày 14 tháng 8 năm 2001 tại tỉnh Kandan, với chiều cao là 1m86 và bậc đà của Thi Minh Hoàng là 3m35. Móm xin chia sẻ thông tin rằng thông tin bậc đà 3m35 là một thông tin chính thức từ bên phía của Campuchia đăng tải lên các phương tiện truyền thông nha anh em. Vậy thì bậc đà chính xác của Thi Minh Hoàng này chỉ là 3m35 mà thôi. Vậy thì bậc đà của Đút là đâu đó 3m50, vậy thì làm sao để đánh chân trắng? Thì một tí xíu muốn sẽ phân tích cho anh em sau đây. Từ nhỏ tới lớn thì Thi Minh Hoàng vẫn chơi bóng chuyền cũng như bao nhiêu người khác ở Campuchia, những người trẻ. Nhưng mà đến năm 16 tuổi thì Thi Minh Hoàng được Bộ Nội vụ của Campuchia phát hiện và đào tạo trong một cái môi trường chuyên nghiệp để thi đấu cho câu lạc bộ Bộ Nội vụ. Đó, thì từ đó năm vào những năm 2017 thì Thi Minh Hoàng được tiếp xúc với môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp của Bộ Nội vụ và được đào tạo. Đến năm 2019 thì Thi Minh Hoàng cùng với Đút được tham gia triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền bãi biển Campuchia tham gia các giải đấu thuộc khuôn khổ SEA Games, Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đó, vào năm 2019, và hiện tại thì Thi Minh Hoàng vẫn là thành viên của đội tuyển bóng chuyền bãi biển Campuchia chuẩn bị tham gia giải SEA Games lần tới của Campuchia. Đó. Và một thông tin nữa muốn gửi tất cả anh em rằng là Minh Hoàng này cũng đã từng đến Việt Nam thi đấu, và thi đấu như thế nào một tí xíu muốn sẽ nói cho anh em sau nha. Gia đình của Thi Minh Hoàng đó gồm có 4 anh chị em và anh là con thứ 3 trong gia đình. Đó,
Thì chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề về sức bật 3m35 của Thi Minh Hoan mà bên phía các trang thông tin điện tử Campuchia đăng tải, cũng như là về cái việc mà một số anh em nói rằng là tầm đánh của Minh Hoan thì trên trắng cả đút. Thì thật ra nó như thế này, nó có một vài điều Mốm xin chia sẻ cho anh em với góc độ của Mốm. Minh Hoan có một cái điểm khá là đặc biệt, đó chính là cái sức bật đà và cái tầm cắt bóng gần như là bằng nhau. Và đây là được xác thực bên phía Campuchia. Đó, tầm cắt bóng của Minh Hoan có những quả nó lên tới là nó gần là 3m30, nhưng mà sức bật đà của Minh Hoan là ở đâu đó nó khoảng là 3m35. Thì anh em hiểu là ở cái mức tầm cắt bóng này thực sự rất kinh khủng. Cái tầm cắt bóng mà 3m10 rất kinh khủng. Có thể là đút không cắt tới tầm này nổi. Đút có thể không cắt bóng ở cái tầm 3m30 nổi, mặc dù sức bật của đút nó lên tới 3m50. Nhưng mà Minh Hoan được cái là dù chỉ bật 3m35 mà thôi, nhưng ta cắt bóng nó rơi vào tầm khoảng 3m20, 3m30 là bình thường. Rất nhiều bóng. Thì đó, một clip sau lưng Mốm chiếu cho anh em nãy giờ, chúng ta thấy không? Là Minh Hoan cắt bóng là lúc nào cái nách nó cũng nằm ở trên viền trên cả. Thực sự rất kinh khủng. Cái tầm cắt bóng của Minh Hoan rất là cao. Đó. Cái thứ hai nữa là nhiều anh em yêu cầu Mốm là làm sáng tỏ cái vấn đề về đánh trên trắng của đút. Thì thật ra như thế này, không phải là ngẫu nhiên pha nào cũng đánh trên trắng đâu. Đó, nói anh em như vậy, để có một cái tình huống trên trắng thì nó cộng hưởng rất là nhiều yếu tố. Rất nhiều yếu tố, đặc biệt là cái yếu tố chiến thực và phán đoán của chuyền hai. Đó, trong cái tình huống đó thì nhiều khi hàng trắng như đút mà không ráp trắng kịp, không bật lên tới đỉnh điểm kịp mà Minh Hoan đã cắt bóng trước rồi, thì anh em cũng có thể gọi là trên trắng, thì trên trắng trong cái tình huống đó thôi. Đó. Chứ bây giờ giả sử như mà đút nhiều khi bật trắng mà đâu đó rơi vào tầm khoảng 3m35, Minh Hoan cắt 3m30 trên trắng sao được, đúng không? Đó, nó khó. Tuy nhiên là ở một số tình huống đó thì vẫn có thể trên trắng như điên, nhưng mà trên trắng đút thì cũng khá là ok rồi với một cái tài năng trẻ 2K1 như thế này. Đó, còn nói về tài năng của Minh Hoan thì bên phía Campuchia nhận định như thế này, đây là cái giới chuyên môn. Thứ nhất là ông Sofan, ông này hiện tại là huấn luyện viên của Bộ Nội vụ, thì đã nhận xét như thế này. Đó, Minh Hoan chúng tôi nhận thấy là cậu ấy rất là giỏi, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là rất nóng vội trong những pha xử lý, chưa có điềm tĩnh, hay nói theo những ngôn ngữ dân gian của Việt Nam mình là không có được thi đấu bằng cái trái tim nóng mà cái đầu lạnh, là không được điều đó. Đó, và cựu tuyển thủ quốc gia là cái ông huấn luyện viên của Bộ Nội vụ này cũng nhận xét rằng là Minh Hoan này chỉ đạt được có 80% cái phong độ hiện tại thôi, còn 20% nó nằm ở đâu đó, nó cần cái kinh nghiệm. Đó, thì hiện tại thì Minh Hoan là đồng đội của Chút Sophia, tức là Đút đó anh em, đồng đội của Đút tại bóng chuyền bãi biển quốc gia Campuchia, chuẩn bị thi đấu cho SEA Games sắp tới, đại diện cho nước Campuchia. Vào năm 2019, như mới đề cập ở phần trên, thì Thi Minh Hoan này đã từng đến Việt Nam thi đấu, từng đến Việt Nam thi đấu giải bóng chuyền quốc tế cấp truyền hình Vĩnh Long 2019. Và tại giải đấu này, Campuchia không có được một cái giải gì cả. Việt Nam chúng ta đã giành cả 3 giải, những cái đại diện của Việt Nam. Cụ thể là đội thành phố Hồ Chí Minh đã giành giải nhất. Nhì thì thuộc về Sanet của Khánh Hòa, Sanet Khánh Hòa. Và thứ ba là thuộc về đội sổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long. Ở Campuchia thì không có giải. Đó, cho nên là muốn nói với anh em rằng là năm 2019 thì Minh Hoan đã từng đến với Việt Nam và thi đấu. Và thêm một cái thông tin cho anh em nữa là vào khoảng những năm 2017, khi mà được Bộ Nội vụ đào tạo và phát hiện, thì Minh Hoan này đã được đưa sang Campuchia, được đưa sang Thái Lan để tập huấn. Đó, tập huấn. Và sau cái chuyến tập huấn tại Thái Lan thì Minh Hoan trở về và được tham gia vào các phong trào bóng chuyền phủi, bóng chuyền độ của Campuchia. Đó, và hạ rất là nhiều cầu thủ, thật sự rất là nhiều cầu thủ với cái tầm cắt cực kỳ kinh khủng. Đó, chúng ta thấy rằng Minh Hoan được một cái lợi thế chỗ đó. Đó, một cái tài năng, một cái kỹ năng, đó chính là cái tầm cắt bóng của Minh Hoan rất là cao. Thật sự cá nhân mình rất thích ở cái chàng trai 2K1 như thế này. Và một cái thông tin thú vị mà thật sự Mốm muốn chia sẻ anh em lâu rồi mà Mốm không nói, nó khác với Việt Nam chúng ta, là ở bên Campuchia, khi mà Mốm tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông điện tử á, thì anh em biết là cái môn bóng chuyền độ, bóng chuyền ăn tiền á, mình nói theo dân gian là bóng chuyền ăn tiền á, đó, thì kiểu như là được phương tiện truyền thông đăng tải nó bình thường lắm, nó rất là bình thường, nó không phải giống như Việt Nam, những cái gì mà liên quan tới ăn tiền thì chúng ta gọi đó là cờ bạc, đúng không ạ? Tuy nhiên bên phía Campuchia thì không phải là bình thường, muốn không biết bên luật pháp bên kia như thế nào, nhưng mà thật sự thì Mark Chen nè, Super Sovereign khi mà đánh bóng tiền vẫn lên báo bình thường, vẫn lên báo bình thường, và thậm chí là ngay khi cái thời điểm mà Minh Hoan này hạ đo ván đút nè, hạ Mark Chen, hạ Sovereign, hạ Rex, hạ Va thì báo đăng bình thường,
vẫn đang bình thường. Và đó cũng là một cái sự khác biệt. Cái khác biệt cũng như là một phần nào đó nó trả lời rằng là cái môi trường bóng chuyền độ Campuchia nó phát triển là như thế. Thành thế ra là những cái cao thủ bóng chuyền độ Campuchia cực kỳ kinh khủng, vì đó là cái môi trường để chúng ta quýnh. Đó, quýnh kiếm tiền mà, đúng không nè. Đó thì ok, thì đó là vài cái thông tin cơ bản về Team In Home, cũng như là lý giải về cái tại sao mà bật 3m35 mà lại đánh trên tầm của đút à, dưới góc độ của Móm TV kể đến tất cả các anh em. Thì đây là video clip mà Móm đã sưu tầm đó, cũng như là tìm hiểu ở trong thời gian vừa qua đó. Và xin được cảm ơn kênh Sport and Entertainment đó, đã hỗ trợ Móm trong cái việc cái video clip về Team In Home trong ngày hôm nay. Đây là một kênh bóng chuyền với hơn hình như là 270.000 sub bên phía Campuchia đó. Anh em nào yêu mến bóng chuyền độ thì có thể tìm và đăng ký cái kênh này ha. Đó, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn anh em. Còn bây giờ, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.